Tôi vừa chấm thi xong cuộc thi thuyết trình hướng dẫn viên du lịch của trường Đại học Văn Hiến Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai, bao gồm 7 trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các thí sinh ngày hôm nay thể hiện rất là tốt, hứa hẹn được cái tiềm năng nghề nghiệp trong tương lai rất là tuyệt vời, nhất là những cái chuyên đề lớn, ví dụ như về văn hóa Việt Nam, về các câu chuyện lịch sử, về các phong tục tập quán, đặc biệt là có những cái câu chuyện tình huống bi hài rất là tuyệt vời khi các em đã nhập vai và thể hiện được cái hồn đầy cảm xúc. Chính những điều này sẽ giúp cho các em sau này làm tour guide không chỉ tự tin thuyết minh tại điểm tham quan mà còn có thể biên đạo, đạo diễn, làm MC, dàn dựng những cái tiết mục mang đậm cái bản sắc văn hóa Việt để phục vụ trong những cái chương trình gala, sự kiện mà các cái tour ngày nay hay kết hợp. Chúc mừng hội thi đã thành công tốt đẹp. Hẹn hội thi thuyết trình hướng dẫn viên Đại học Văn Hiến năm 2017 lần thứ 14. Hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị rất nhiều.